Ui dồi ôi, gần Tết Dương Lịch rồi mà vẫn ngủ thì dậy đấy. Ui dồi, có cái gì đây? Dậy làm gì? Dậy, gần Tết Dương Lịch rồi, dậy chuẩn bị lì xì cho em. Tết Dương Lịch mà cũng phải lì xì á? Chả lì xì đi ra. Thôi chả lì xì đâu. Có lì xì cho em nhanh. Thì thích cái gì? Kim cương. Ok, tưởng cái gì chứ kim cương thì shop mình đầy anh em ạ. Đấy, nói chung là cũng sắp năm mới 2023 rồi nha. Nên là shop mình mới update hai vòng quay mới nha. Đó chính là vòng quay năm mới 2023 anh em ạ. Và vòng quay hái lộc đầu năm nha anh em ơi. Thì nói chung là hai cái vòng quay này mình đã tăng tỷ lệ lên là 99% ra kim cương nha. Anh em quay phát nào cũng nổ phát đấy nha. Có nghĩa là 100 anh em quay thì chỉ có một anh em xịt thôi. Chẳng may anh em là người đen thì anh em mới xịt đấy. Nên anh em cứ kiểu như lập tiền mà anh em quay nha. Lại shop của mình lại còn x2 lập thẻ đấy, nên tiết âm lịch thì nó còn chung còn x3 cơ. Thì anh em nhớ ghé shop của mình nha. Thì link shop của mình thì anh em đã biết cách vào rồi, đúng không? Thì anh em chỉ cần nhấp vào phần mô tả hoặc phần comment đấy nha. Anh em lên Google sẽ bị lừa đảo nha. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay luôn cái vòng quay năm 2023 nha. Để xem tỷ lệ ra kim cương của nó như nào nha anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Nghĩa Hoàng anh em thấy chưa? Quay một đống này. Này, anh em thấy chưa? Mình đã quay test cho anh em xem này. Ra một đống kim cương anh em thấy chưa? Ok, bây giờ mình sẽ quay luôn nha. Rồi, nói chung là rất là nhiều bạn anh em ạ. Đêm này vẫn rất là nhiều người vô shop mình nha. Đấy, mình đang ngủ Ngọc Diễm khua mình dậy anh em ạ. Phát đầu tiên 100 kim cương luôn. Ok, tiếp tục nha. Phát thứ hai xem bao nhiêu đây anh em ơi. Rồi vòng quay năm mới 2023 3.500 kim cương không chưa? Ok, tiếp tục là mình sẽ sang cái vòng quay thứ hai á. Đấy, nói chung mình sẽ quay thử luôn hai cái vòng quay này cho anh em xem. Đấy, nói chung là năm mới này shop của mình phải mới mẻ thôi không anh em. Đấy, ok, 9.999 kìa. Vòng quay hái lộc đồ năm cũng 9.999 kim cương luôn. Ủa anh em thấy chưa? Mình đã test hết tất cả cho anh em xem nên anh em yên tâm nhá. Đấy. Đấy, quay phát nào nổ hũ phát đấy luôn. Anh em đen thì anh em mới không nổ hũ thôi. Anh em thấy chưa? Mình mới cả Nghĩa Hoàng các kiểu này, Nghĩa Hoàng quay shop mình em thấy ra rất là nhiều luôn này. Đấy, hình như quay một lượt ra xong anh này quay liên tục đấy anh em thấy chưa? Quá kinh luôn. Ok, nói chung là anh em nào chưa biết cách nạp thẻ vào shop mình ấy, thì anh em nhớ theo dõi đến cuối nhá. Ở cuối clip mình đã để cái đoạn video để hướng dẫn anh em nạp thẻ nha. Anh em đừng có tua nha. Ok, bây giờ vào trận đấu. Hello, hello xào tất cả anh em nha. Mình là NTN đây, đẹp trai MS03 đến từ Bắc Giang. Ok, thì cảm ơn tất cả anh em đã bỏ ra một ít thời gian để theo dõi cái trận solo 6v6 siêu kinh điển ngày hôm nay nhá. Thì hôm nay team mình có toàn tất cả các YouTuber anh em ạ. Đấy thì mình rút kinh nghiệm từ trận trước ấy, thì mình kiểu như tuyển anh em ở trên comment ở trên video của mình ấy, thì anh em bắn thì rõ 1-4 thì rất là hay, nhưng mà vào trong những cái trận đấu quan trọng thì anh em không bắn được anh em ạ. Nên là anh em cứ comment là bảo cho anh Đức Mõm với cả kiểu như Jimmy với cả Sima các kiểu bắn đi thì ok. Đây là những người chơi có kinh nghiệm nên là mình đã cho vào trận 6v6 này nhá. Thì team bạn hôm nay thì cũng thay đổi tất cả đội hình anh em ạ. Đấy, anh em thấy là toàn những thành viên mới rồi. Tên rất là lạ thôi thì không biết là bắn qua hay không, để anh em cùng theo dõi nhá. Thì còn một điều nữa anh em ơi, mình quên chưa nói cho anh em, thì vừa nãy là thằng Demon nó gọi điện cho mình anh em ạ. Nó bảo là chỉ cần team mình thắng trận 6v6 này thôi thì nó sẽ kiểu như là trả quân đoàn mình luôn và nó sẽ không lấy tiền nhá. Đấy, có nghĩa là nó rất là giàu anh em ạ. Nó chỉ kiểu như nó làm cho nó nổi tiếng nên nó bắt mình solo vậy để nó nổi tiếng anh em ạ. Nhưng mà chắc chắn là mình phải cố gắng solo thắng trận này anh em ơi. Chứ trận này mà thua ấy thì chắc chắn là mình mất quân đoàn anh em ạ. Đấy, trước hết là anh em chuẩn bị giúp mình một nút like được không, để mình bắt đầu luôn nhá. Mình đếm anh em 3 giây này. 3 2 1 like đi anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ vô luôn nhá anh em ơi. Rồi, VH Văn Huỳnh đang ngoại tuyến anh em ạ. Hình như là cái thanh niên quan sát anh em ơi. Văn Huỳnh muốn quan sát trận này nhưng ok, mình sẽ kích ra luôn nhá. Đấy, cho nó công bằng nha, không anh em bảo có người quan sát được chết anh em ạ. Đấy, nói chung là trận này thì mình cũng bắn luôn nhá anh em ơi. Mình cũng bắn trực tiếp luôn nhá. Rồi, bắn 6v6 anh em ơi, cực kỳ căng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mua khẩu Den Sock Denger nhá anh em ơi. Và khẩu mua cái giáp 2 đấy nhá. Rồi, trận này cực kỳ căng ấy. Ok, mình sẽ chỉnh lại quả giao diện là giao diện mấy nhỉ? Mình sẽ chỉnh lại quả giao diện 1 bắn nó dễ nha anh em ơi. Rồi, team bạn trận này như còn AFK một người đang nhỉ anh em thấy chưa? Nói chung là chấp luôn hay nào nhỉ? Ok, không sao nhá. Đấy là lỗi của team bạn này. Ok, vào hết rồi anh em ạ. Rồi anh em thấy chưa? Máy mình nó hơi lag nha. Dạo gần đây bắn 6v6 hơi lag. Anh em thấy chưa? Ủa, đặt keo nó không ra kìa. Nói chung là mình cần trận này thì team mình gánh nên mình không mua nhá. Đấy anh em thấy chưa? Anh Đức Mõm các kiểu là anh em thấy chưa? VTC Đức Mõm nha. Cần kèo rồi anh em ạ. Ra đây bay cái đầu rồi. Ôi, Jimmy đã hạ gục một người anh em ơi. Jimmy đã hạ gục một người anh em ạ. Rồi, máy mình nói chung là khá lag anh em ơi. Mình sẽ cố gắng bắn nha anh em ơi. Rồi. Ôi, chưa gì đã bay cái đầu anh em ạ. Ui, anh em giúp mình một nút like nào anh em ơi. Giúp mình một nút like để ủng hộ mình nào. Cái trận này, cái trận đấu quyết định anh em ạ. Thì sau trận này thì tí nữa mình sẽ quay cái đoạn mà mình kiểu như thắng chưa chuyển chủ quân đoàn cho mình nhá. Đấy, vào nó chuyển cho mình xong thì mình sẽ kích nó ra luôn nha anh em ơi. Đó, chứ bây giờ mình để ở trong thành viên quân đoàn thì chẳng may nó lại nắng nhắng, nó lại hack leak mình, nó lại chuyển lại chủ thì chết anh ạ. Nên là mình cứ kích ra cho chắc. Ok, thế đây là vị trí của anh VC Đức Mõm nha. Tiếp tục nha, mình sẽ chuyển qua đây là vị trí của Diễm Sinh anh em ơi. Đấy, anh Đức Mõm thì hiện tại đang ở Sài Gòn nha, nên là đang chơi điện thoại nha anh em ơi, chứ không vác PC được anh em ạ. Ok, hình như anh Đức Mõm còn chơi ạc của bạn hay nào anh ạ, mình cũng chả biết rồi.
Diễm cũng đã làm xuống và đây là vị trí của Sima anh em ơi. BR Sima liệu có ra đạn vào đầu hay không thì anh em cùng theo dõi nhá. Thì team mình đang còn 3 cơ anh em ạ, team bạn chỉ còn 1 thôi. Thì hiện tại là anh Đức Muam đang chuẩn bị ra đạn vào đầu. Rồi, không giết được luôn anh em ơi. Rồi Sima, Sima làm gì đây? Sima đang căn kia anh em ạ. Rồi team bạn hình như đang núp rồi. Team mình chơi chiến thuật là 3-1 anh em ạ. 3-1 thì không chuột cũng què anh em ơi. Rồi cho Sima một cái loot line nhá. Ok, thì đây là vị trí của Sima, nhưng mà Sima vẫn không bắn được thôi. Nói chung là anh Đức hiện tại đang cầm ảo của bạn bắn khá kinh rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Chơi máy của bạn rồi anh em ơi. Đây mình để tên là VTC Đức Muốn để cho anh em kiểu như dễ nhận biết nhá. Chứ không anh em này tưởng ai hơi mệt đấy. Ok, chặn lại mình sẽ cầm khẩu M15 đi nhá. M15 bắn cho nó gắt nhá. Đấy, nói chung là mình phải cố gắng MVP chặn lại nhá. Tuy máy lag nhưng mà phải cố gắng MVP nha anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Mình sẽ cố gắng bắn full đầu luôn nhá. Rồi thì nói chung là team mình trận này nói chung là cũng áp đảo anh em ạ. Đấy, bởi vì toàn những cái thanh niên bắn hay thôi anh em ơi. Còn team bạn hình như là thay hết đội hình rồi anh em ơi. Chứ Jimmy hình như là bây giờ đầu quân cho team mình rồi anh em ạ. Đấy, thanh niên này trước là một con quái vật ở bên chủ quân đoàn cũ Ngọc Diễm hay là bên team người cũ mình chả nhớ lắm nhá. Nhưng mà bây giờ đầu quân đang bên mình rồi nhá. Bắn khá gắt rồi anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đứng ở đây nhá. Rồi mình sẽ đứng đây xem có thằng đây thằng áo xanh đây nhỉ. Áo xanh. Ui thằng nào đấy? Thằng nào đấy? À, sao chưa gì nó lại bắn bay cái đầu mình rồi. Gì vậy trời, team bạn bắn gắt này anh em. Chết rồi, mình đang được đồng đội gánh anh em ạ. Thôi mình cứ quan sát thôi anh em ơi. Ok, Jimmy đã nằm xuống rồi, và đây vị trí của anh Đức Muam, VDC Đức Muam. Rồi, anh ta đã bắn gục một người vào đây, vị trí của GC Diễm Sinh anh em ơi. Cho Diễm Sinh một nút này nhá, và một cái nút hai cái dấu X vào mặt nhá. Rồi, để xem nào. Đây là Sima, Sima có giết được cái thằng áo xanh bên này hay không? Thằng áo xanh bên này tất cả đều là những cái thành viên mới anh em ạ, nên là mình không biết là ai nhá. Mình chỉ biết quan sát thôi anh em ạ. Rồi thì anh Abu cũng đã nằm xuống rồi anh em ơi. Rồi toang rồi anh em ạ. Con Nisi đã nằm xuống. Ủa Diễm cũng nằm xuống luôn rồi anh em ạ. Rồi kèo lại căng đây anh em ơi. Và đây vị trí của Sima nhá. Sima có làm gì rồi? Sima bắn gục một rồi anh em ơi. Rồi gạt luôn. Hay quá. Đúng là đẳng cấp rồi anh em ơi. Để xem liệu có cân được 3 không nhá anh em ơi. Cố lên. Đừng để kéo dài. Đừng để kéo dài. Ui, cái thằng áo trắng này nó giả vờ FK anh em ạ. Nó ăn xuất kinh vẽ trưởng ở đây cái thằng này này. Nó cứ đi bộ nhưng mà nó bắn bùm ngay vào đầu luôn. Ui rồi, đang ngoài team mình hiện tại anh Abu đang bị out game rồi nhá. Thế này khó khăn rồi. Ok thì mình sẽ bắn khẩu gì đây? Mình sẽ bắn xa đây nhưng mà bắn X-M8 đi cho nó gắt nhá. Đấy, mình sẽ ngồi xa này bắn cho tập trung tí nhá. Không thua trận này toang anh em ạ. Rồi không biết là liệu mình có lấy lại quân đoàn hay không đây anh em ơi. Quân đoàn lần này lấy free mà mình không làm gì được thì thôi ấy. Chắc là nghỉ game đi chơi làm gì nữa đúng không anh em? Đấy mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi nhá. Đối anh em biết trận này mình giết được bao kill hết sọt nhá. Đó, anh em nhớ mà quan sát thật kỹ và trả lời đúng nhá. Nào mày ra đây, mày mang cái đồ mày ra đây. Ok, mình sẽ đứng loop ở đây nhanh nhá. Mình sẽ loop ở đây và mình bắn cover từ xa nhá. Ơ, mình chết chưa mua kill rồi anh em ơi, chưa mua kill rồi. Toang rồi anh em ạ, chưa mua kill rồi. Từ từ anh ơi, đừng. Đừng anh ơi, đừng nhá, chưa mua kill. Em chưa mua kill, anh làm gì căng thế? Từ bình tĩnh anh ơi, em chưa mua kill đâu, em chưa mua kill đâu. À thằng áo xanh kia rồi mình ạ, để mình quấn đầy máu nha anh em ơi. Khá là căng, à đây. Mày làm gì? Ôi không bắn chết nó kìa, nó không chết kìa anh em. Rồi anh Abu thì cũng đã nằm xuống rồi nha anh em, anh Abu cũng đã nằm xuống rồi. Mình sẽ đứng trên này, mình cover cái đồng đội mình nhá. À đây rồi. Mày sắp chết rồi kìa. Anh em ơi, thằng bên này. Rồi gục một rồi anh em ơi. Rồi còn một đứa cuối cùng thôi. Ok mình sẽ công lên luôn nhá. Còn một đứa cuối cùng, nói chung là team mình bắn khá là hay anh em ạ. Trận này bọn mình chơi chiến thuật hết rồi. Nên là rất là khó thua nhá. Hình như thằng cuối cùng trong này anh em ơi. Mình biết ngay mà. Ui chết rồi. May quá đồng đội mình vẫn bắn gục đấy nhá. Ui mình trận này chỉ được cái là hỗ trợ thôi anh em ơi. Không được rồi, mình phải lên, mình phải ăn vài kill cho anh em để khinh trường mình hơi mệt đấy. Ok, mình sẽ bắn khẩu gì ta. Rồi hiện tại là anh Đức Võ đang được 4 kill nhá. Anh em thấy chưa? Anh Đức Võ đang 4 kill và Jimmy đang gánh team 6 kill và mình và Diễm đang không kill nhá. Hai con bot team anh ạ. Ok không sao. Nhưng nói chung là đẳng cấp rất là mãi anh em ơi. Ok, trận này mình sẽ cầm M1887 nhá. Thì cái map này nói chung là khá nhỏ anh em ạ. Kỹ năng của anh em nào bắn ok thì anh em có thể comment nhá. Rồi, không biết là mai mình lấy lại quân đoàn thì có ăn mừng hay không đây anh em ơi. Cho cả team quân đoàn ăn mừng nhé. Cho vui nhé. Chết rồi, lại chưa mục keo rồi anh em ơi. Chết rồi, quả này mình ngu quá. Mình ngu quá anh em ơi. Quên không mục keo. À, thằng áo xanh thế nhá. Mình thấy áo xanh rồi nha anh em ơi. Cái gì đấy? Đây, chúng nó ở đây đông lắm nhá, chúng nó ở đây đông lắm. À đây, có một quả keo ngọc diễm cho mình nha em ạ. Rồi, mình đã có keo nhá.
Trận này mình rất là tự tin nha anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? Team mình đang chơi rất là kỹ, đang chơi rất là chiến thuật nha anh em ạ. Đấy, mình sẽ đặt keo đằng sau nhá. Mình sẽ để mình cover nha anh ơi. Rồi Diễm đã làm xuống rồi anh ơi. Rồi, mình đã bắn gục rồi nhá. Từ từ bình tĩnh để mình gạt luôn cho nó chắc nha anh em ơi. Rồi đâu hết rồi, ra đây. Mình sẽ cầm cái khẩu MB đấy nhá, mình sẽ cầm MB nha anh em ơi. À mình thấy, ui thằng nào đặt keo ấy nhỉ? À, thằng danh con này, mày làm gì ấy? Nó khóa mình nha mày, nó khóa mình. Từ bình tĩnh để mình chạy đó, để mình chạy ra ngoài đó. Hay thế nhỉ, nó khóa mình ở trong này này. À đây. Mày làm gì? Cô giỏi mày lên đây, Đao xin cái đầu luôn. Rồi nó sắp chết rồi nha mày, nó không dám nhào lên đâu. Rồi, sẽ toang anh Abu cũng đã làm xuống rồi nha mày, anh Abu cũng đã làm xuống rồi. Ok, mình sẽ ra cover cho đồng đội mình nhá. Đâu? À đây, mình thấy anh em ơi. Ô, keo nó bị mắc rồi kìa. Đâu hết rồi. À, ở đây anh em, ở đây. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Rồi, một anh em ơi. Để mình chạy đã. Ui, bo thu rồi. Ơi! Hai thằng ở đây này. Thôi chết rồi, lại hai đều anh em ơi. Gắt quá anh em ơi, Team bạn bắn cũng khá là gắt anh em ạ, không đùa đâu anh em ơi. Không đùa đâu anh em ạ. Ok. Lại nha, bình tĩnh nha. Trận này mình sẽ bắn khẩu M1014 nha anh em ơi. Đấy, cho nó gắt nha. Rồi, nói chung là trận đấu khá căng thẳng anh em ạ. Hai đều anh em ạ. Chưa gì đã hai đều, mình chỉ tạo 6 trận anh em ơi, không biết là liệu team mình có giành chiến thắng hay không đây. Thua rồi toang luôn đấy. Ok, mình mua thêm nấm nữa nha anh em ơi, mua thêm nấm nữa. Đấy, mình sẽ chơi móc lốp nha anh em, mình sẽ chơi móc lốp cho nó chắc nha. Đấy, móc đằng sau nha anh em ơi. Rồi. Khá căng anh em ạ. Mạng mình khá lag, máy mình hiện tại đang khá lag nha anh em ơi. Anh em thấy nó có bị giật không? Rồi, mình sẽ đứng đây xem có thằng nào nhảy vào trong nhà hay không nhá. Thằng nào nhảy? À đây, có thằng này anh em thấy chưa? Có thằng này. Hai thằng luôn anh em ơi, có hai thằng luôn. Rồi, đâu rồi? À đây. Mày ngu rồi. Ê anh ơi, bình tĩnh nào. Làm gì căng ấy nhỉ. Rồi, từ từ để mình gạt ra anh ạ. Mình gạt ra cho nó chắc nha. Rồi, team bạn chỉ còn hai người thôi anh em ơi. Ơ, ở đâu ấy. Ui, thằng chó này nó ra bắn mình nha ạ. Rồi, gục rồi, hay quá. Rồi, Jimmy cứu. Rồi, cứu rồi anh em ơi, cứu rồi. Rồi, 3-2 rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời, anh em giúp team mình một nút like nào. Còn 3 dao nữa thôi anh em ơi, 3 dao nữa mình sẽ lấy lại quân đoàn nhá. Ok, 3 dao nữa mình sẽ lấy lại được quân đoàn anh em ơi. Mình sẽ mua mũ nha. Rồi. Ok, mình sẽ chặn lại, mình sẽ bắn cover từ xa anh em ơi. Đó, mình sẽ bắn cover từ xa nhá. Chiến thuật cả anh em ạ, mình tính chiến thuật cả rồi, nói chung là khó thua lắm. Team mình toàn bro laser thôi. Hiện tại mình đã được 2 kill nha anh em ơi. Và Diễm vẫn đang là đứng ở cái vị trí là ở quấy nha anh em ơi, chắc là người cover cho team đấy anh em ạ. Nói chung là team mình cho Diễm vào chỉ để giả vờ anh em ơi. Thì giả vờ bắn đi anh em ạ. Đấy, để cho team bạn khinh thường anh em ơi. Nhưng mà team mình bắn quá gắt, khinh thường nhầm người rồi. Mình sẽ đứng trên mái nhà mình cover nha anh em ơi. Đây rồi, thằng nào ra đây, mày ra đây. Nói chung là được chơi tất cả các loại súng anh em ạ, nên là cứ thoải mái nha, anh em cứ thoải mái nha. Rồi, Jimmy đang bị bắn anh em ạ, Ok, mình sẽ ra cover cho Jimmy nha anh em ơi. Rồi, thằng nào bắn Jimmy, á thằng này. Mày bắn Jimmy đúng không? Mày bắn Jimmy đúng không? Rồi, gặp luôn anh em ạ, gặp cho nó để trứng. Thằng nào nữa, thằng này đúng không? Mày, 4 thằng ở đây thôi anh em ạ, đông lắm ở đây, 4 thằng luôn. Rồi, mình sẽ xuống luôn. Rồi, chỉ còn 2 anh em ạ. 6 rồi, còn 1 thôi, 6 giấu 1 thì không chuột cũng bay màu. Mày bắn anh em u đúng không? Mày, vang rồi anh em, 4-2 rồi. Trời ơi, quá hay luôn. Ok, chỉ còn 2 trận nữa thôi anh em ơi. Tiếp tục nha, mình sẽ mua sọt gun mình nâng cấp lên max luôn nha anh em ơi. Nói chung mình là người có vàng mà anh em. Sao phải xoắn đúng không? Trời ơi, quá uy tín luôn. Ok, còn 2 dao nữa thôi anh em, cố lên. Tin tưởng anh em sẽ giành chiến thắng anh em ạ. Rồi anh em xem đây, anh em vẫn xem chùa đúng không? Anh em xem chùa thì anh em giúp em một nút like nha. Đừng để mình nóng hơi mệt đấy. Rồi. Ok, đâu hết rồi. À đây, anh em ạ. Bên này, từ từ. Mày ra đây.
Hét xong, ừ thì chạy anh em ơi, đông quá. Ui anh ơi, anh ơi, làm gì đấy? Định làm gì em ơi, bình tĩnh nào các anh. Em quấn cục bóng hay nào. Thằng con chó lợn này. Rồi, Sime đã bắn cục với nhanh em ơi. Rồi, 5-5 anh em ạ, 5-5. Khá cân bằng. Ok, mình sẽ đứng trên. Mình cover nha anh em, mình sẽ đứng trên này, mình cover nhá. Rồi, đứa nào hư. À, trên kia có thằng kìa anh em. Trên kia có một thằng kìa, rồi cục ơi. Rồi, cục anh ạ, ok, để mình gạt rùa luôn nhá. Ok, nói chung khỏi gạt nữa anh ạ. Để mình xem vị trí chúng nó ở đâu nhá. À, còn một đứa thôi kìa, còn một đứa cuối cùng thôi. Một đứa cuối cùng đang ở đâu nhỉ? Anh em ơi, team mình bắn hay không? Ui, trận 6v6 này nói chung mình tính chiến thuật cả rồi anh em ạ. Nên là mình cũng không lo lắng lắm nha anh em ơi. À đây, một thằng đây rồi. Mày bắn ai đấy mày? Ủa, sắp chết rồi. Công luôn, thằng này cho tới công chuyện luôn nha anh em ơi. Mình cho thằng này tới công chuyện luôn. Mày ra đây, mày bắn được gục anh Đức Mon tao đúng không? Mày đâu rồi? Ôi, mày đâu rồi nhỉ? Mày trốn đâu kia nhỉ? Thằng danh qua này trốn đâu kia nhỉ? Ui, diễm KS của mình em ơi. Thôi không sao. Dao cuối cùng anh em ơi, một dao cuối cùng. Quân đoàn đã trở lại với mình rồi anh em ơi. Mong là nó trả mình luôn anh em ạ. Chứ bây giờ nó mà lươn khươn nữa thì chắc là mình xóa game luôn đấy, không đùa đâu anh em ơi. Rồi, ok. Không sao anh ạ, không sao. Ok, tiếp tục nha, tiếp tục khô máu luôn nha anh em ơi. Khô máu. Rồi. Nói chung là trận đấu đến đây chắc là cũng đến hồi kết rồi anh em ạ. Tỷ số là 5-2 rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ tiếp tục cover từ xa nhá. Chân cover từ xa nhá anh em ơi. Chân cover từ xa nhá. Anh em thấy chiến thuật team mình hợp lý không? Đấy, mình chuyên là những cái thằng bắn xa anh em ạ. Mới đầu chỉ vừa giả vừa bắn ngu thôi. Để cho team bạn khinh thường thôi. Chứ mình mà bắn thật thì nói chung là hơi mệt đấy anh em ạ. Nào ra đây, chúng mày ra hết đây. Tao xin cái đầu. À bên này anh em ơi, bên này đông này anh em ơi. Cái gì đấy? Đâu rồi? Sao ra gục bao rồi? Chưa kịp làm gì ra gục bao rồi như nào anh em? À, Jimmy bị bắn gục ở trong này anh em ơi, Rồi, mình lại bắn gục luôn, mình bắn một viên nó chết luôn kìa anh em. Rồi có một đứa nào bắn trên đầu mình nhỉ? À đây anh em ơi, đây rồi. Ô! Cái gì đây? Anh ơi. Từ, anh cho anh bắn gục em như thế anh ơi. Chết toi rồi anh em ơi. Xem Sima làm nên công chuyện. Ok, chỉ còn một đứa nữa thôi anh em ơi. Một đứa nữa đang ở đâu ta? Đây, một đứa nữa đây rồi anh em ơi. Anh Đức Mon sẽ xử lý lốt nhá. Rồi, anh Đức xử lý đâu. Quá hay luôn anh em ơi. Triple kill luôn kìa. Quá tuyệt vời luôn. Ok, nói chung là clip của mình đây kết thúc nhá. À, từ để mình ra mình đòi con đoàn anh em ạ. Ok, đợi xíu nhá. Ok tất cả anh em nhá, thì team mình đã solo xong cái trận 6v6 rồi nha anh em ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ vào quân đoàn xem mình làm chủ chưa nhá, để xem thằng Diamond nhà giàu kia là có giữ đúng lời hứa hay không nhá. Rồi thì mình đã làm chỉ huy rồi nha anh em ơi. Anh em thấy chưa, chỉ huy chưa? Sỏi ơi, quá uy tín rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa, chỉ huy luôn anh em ơi. Thôi thì mình không kích nó rồi anh em ạ. Nó kích nó hay tí nó thuê hack nó giàu nó lây ác của mình thì chết anh em ơi. Đấy, đây anh em thấy chưa, mình khoe cho anh em là mình được khuyến mãi 90% nhá. Bye bye anh em. Có thể nhiều anh em chưa biết, đây chính là cách đạp thẻ vào shop LTL. Đầu tiên là anh em phải ra các cửa hàng tạp hóa để mua thẻ điện thoại. Sau khi mua thẻ điện thoại xong thì anh em sẽ bấm vào bất kỳ một video của LTL. Ở dưới mỗi video sẽ có chữ xem thêm, anh em chỉ cần ấn vào đó. Sau khi ấn vào cái link đầu tiên thì nó sẽ vô thẳng shop của LTL. Tiếp theo là anh em sẽ ấn vào phần đăng nhập. Nếu mà anh em có tài khoản Facebook ý, thì anh em sẽ đăng nhập bằng Facebook, còn không thì anh em sẽ ấn vào nút tạo tài khoản màu đỏ. Đấy, sau khi ấn vào xong thì anh em sẽ nhập tên của anh em ở cái dòng đầu tiên. Dòng thứ hai anh em sẽ viết email để anh em đăng nhập. Để tránh bị trùng, anh em nhớ là kết hợp cả chữ và số. Đặc biệt đoạn cuối, anh em nhớ phải có đuôi a@gmail.com. Sau khi viết email xong thì anh em chỉ cần ghi mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu. Tạo xong thì anh em sẽ ra đăng nhập lại. Dòng đầu tiên anh em sẽ ghi lại cái email mà có đuôi a@gmail.com. Dòng thứ hai anh em chỉ cần nhập lại mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công thì anh em sẽ nhấp vào chữ chọn loại thẻ và anh em nhớ là chọn đúng cái loại thẻ mà lúc nãy anh em vừa mua ở cửa hàng tạp hóa nhá. Rồi tiếp tục là anh em sẽ nhấp vào chọn mệnh giá và anh em nhớ là chọn đúng mệnh giá anh em vừa mua nhá. Tiếp theo là anh em sẽ ghi mã số thẻ và cuối cùng là anh em chỉ cần nhập mã số seri và là xong nhá. Lưu ý anh em phải ghi đúng mã số thẻ và mã số seri, tránh bị mất thẻ oan nhá. Thế là xong, chúc anh em quay ra nhiều kim cương.